Vâng, em xin chào các anh. Hôm trước thì có mấy anh hẹn em là khi nào mà có cái cặp loa đề nông ME55 thì là quay lên cho các anh ấy. Thì hôm nay là em lại vừa mới về được một đôi nữa thì là em tiếp tục em quay lên cho các anh nhé, để phục vụ các bác nào chúng ta đang hỏi cái đôi ME55 này lần trước bị đặt trượt nhá. Đây thì đây hàng nó về đợt này đây. Cặp này nó về thì còn rất là ok. Đấy. Mặt mũi đây. Mặt mũi đây. Cái tép này nó hơi bị nhăn một tí, các bác về các bác lấy cái băng dính các bác dì dạo cho em nhé. Trung hoàng bãi không tránh được một ít các cái nọ cái kia, nhưng mà các bác có thể thấy là đôi loa 15 này nó về rất là đẹp này. Đấy nhá. Series cũng khá là ok, 663. 663 này, 1N 1R nhá. Góc cạnh các thứ này. Nhìn chung thì đây là một con em đánh giá là còn đẹp. Còn đẹp nhá. Với những con hàng bãi thì nó về như này quá đẹp rồi, còn nhiều con nó về là nó sứt hết cả góc cạnh rồi, thậm chí là trên loa nó còn chảy xước nọ kia rồi cơ, nhưng những con như này về là hàng bãi như này là về là đẹp, rất là đẹp rồi đấy. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Này nhá. Ở đây đề nông mới nó nằm đây. Hàng về như hình các bác có thể thấy. Đấy. Hệ căng của loa đây. Đấy, căng loa đây. Những cái đôi loa đề nông mới 5 năm như này đời rất là cao đấy. Bây giờ thị trường có những chỗ người ta đang bán khoảng tầm 1 triệu 8, 1 triệu 6. Nhà em thì thường hay bán với giá khoảng 1 triệu 550 nghìn, 1 triệu 6 nhé. Thì cái đôi này về thì đôi nói chung là tép mà nó cũng đang hơi có một tí vết nhăn nhé. Trên cái tép này, trên cái nón bát có một tí vết nhăn đấy. Thôi em bán cái đôi ME55 này với cái giá là đi là 1 triệu 350 nghìn. Đấy, bác nào có nhu cầu mua cái đôi loa này nhé thì là liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1682 các bác nhé. Cái đôi này thì nói chung là về thì là em có test rồi thì ba test nó vẫn lên bình thường nè. Những cái đôi loa nào đã đưa đến đây thì là sẽ đều là đã được test kỹ càng rồi. Đấy, nghe bên em đã nghe kỹ từng loa test từng loa bát rồi, nó chạy ok thì em mới đưa đến đây, chứ em không bán theo kiểu tù mù là không biết sống chết như nào cả. Đấy, và cứ bác nào mà mua đôi loa này thì là như các bác thấy rồi, thì là bên em đều sẽ có những các cái clip bên em bàn giao cho các bác là loa là loa này là ba tép chạy, loa này là ba tép chạy, sau đó em mới đóng hàng gửi đi, chứ không phải là cứ thế em gửi đi cho các bác nhé. Nên là bác nào ai mua hàng thì chúng ta cứ yên tâm đấy. Và số điện thoại liên hệ em xin đọc lại một lần nữa là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682 các bác nhé. Đấy, với đôi này đợt hàng ngoài về là giá của nó bằng em xin báo lại là 1 triệu 350 nghìn đồng. Còn với những đôi hàng nó xuất sắc hơn thì nó sẽ là 1 triệu 6, 1 triệu 7, 1 triệu 8 tùy theo từng đợt hàng về nhé. Vâng, em xin chào các bác. Vâng.